Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Đây là bài viết 36 câu hỏi để yêu nhau của tác giả Gia Hưng Lê. Thực sự thì tiêu đề của bài viết này khiến cho một đứa khá là đam mê tình yêu như Khánh Linh cảm thấy tò mò và hứng thú. Thế nên là mình mong rằng các bạn cũng sẽ thích bài viết này giống như mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Bài này được dịch từ bài viết The 36 Questions That Could Make You Fall in Love của tác giả Katrina Harvey Jenner thuộc báo Cosmopolitan. 20 năm trước, nhà tâm lý học người Mỹ Arthur Aaron đã tự soạn ra một bộ 36 câu hỏi với mục đích khiến cho hai người hoàn toàn xa lạ yêu nhau. Một tình yêu diễn ra trong phòng thí nghiệm, nơi không được lãng mạn cho lắm. Nhưng mà ông ấy đã thành công. Ông cho một chàng trai và một cô gái có cơ hội gặp gỡ, sau đó ngồi đối mặt nhau để trả lời một chuỗi 36 câu hỏi được chia thành 3 nhóm với độ riêng tư tăng dần. Thử thách đã được đặt ra cho hai cặp đôi, đó là họ phải trả lời hết 36 câu hỏi ấy thật trung thực, chân thành và thẳng thắn. Sau cùng, điều họ cần làm là nhìn thẳng vào mắt nhau suốt 4 phút trong im lặng. 6 tháng sau, cặp đôi nọ đã kết hôn cùng một lễ cưới hạnh phúc. Bị hấp dẫn bởi kết quả trên, tác giả kiêm giáo sư Madeleine Cottrell đã quyết định thí nghiệm những câu hỏi ấy trên chính bản thân mình. Đồng thời, bà thuật lại những gì bản thân đã trải nghiệm cho tờ New York Times mục Modern Love. Và bất ngờ thay, nó thật sự hiệu quả. Giáo sư đã cùng với một người bạn, người mà bà chỉ mới quen ở trường thôi, thực hiện chính xác những điều trên. Nhưng mà họ gặp nhau ở quán bar thay vì phòng thí nghiệm. Và họ cũng như cặp đôi kia đã phải lòng nhau ngay lập tức. Vậy bí mật ở đây là gì? Không có sự trùng hợp nào trong chuyện này cả. Bí mật chỉ đơn giản là 36 câu hỏi sau cùng 4 phút để hai người nhìn vào mắt của nhau, say mê và đắm đuối. Các câu hỏi được chia làm 3 phần, hai người tham gia sẽ luân phiên hỏi và trả lời những câu hỏi sau. Các câu hỏi của phần 1 là: 1. Nếu được chọn bất kỳ ai trên thế giới này, bạn sẽ chọn ai để ăn tối cùng mình? 2. Bạn có muốn nổi tiếng không và nổi tiếng bằng cách nào? 3. Trước khi gọi điện thoại cho ai đó, bạn có tự thuật lại trong đầu những gì mình định nói không và tại sao? 4. Điều gì làm nên một ngày hoàn hảo đối với bạn? 5. Lần cuối cùng bạn tự hát một mình là khi nào? Và lần cuối cùng bạn hát cho ai đó nghe là khi nào? 6. Nếu bạn có thể sống đến 90 tuổi và được quyền duy trì một trong hai thứ là tâm hồn hoặc thể xác ở ngưỡng 30 tuổi, kéo dài suốt 60 năm còn lại của cuộc đời, thì bạn sẽ chọn thứ nào? 7. Bạn có linh cảm về việc mình sẽ chết như thế nào không? 8. Kể ra 3 điểm chung giữa bạn và người đang ngồi đối diện bạn. 9. Bạn biết ơn điều gì nhất trong suốt cả cuộc đời? 10. Nếu bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cách bạn được nuôi dạy từ bé đến lớn, bạn sẽ chọn thay đổi điều gì? 11. Dành ra 4 phút để kể cho người đối diện nghe về cuộc đời của bạn một cách chi tiết nhất có thể. 12. Nếu sáng mai bạn thức dậy và nhận được một đức tính tốt hoặc một năng lực đặc biệt, đó sẽ là gì? Phần 2. Câu 13. Nếu tồn tại một quả cầu pha lê có thể cho bạn biết sự thật về bản thân, về cuộc đời bạn, về tương lai hay bất cứ thứ gì khác, bạn sẽ muốn biết điều gì? 14. Có điều gì mà bạn luôn ao ước được thực hiện từ rất lâu rồi và tại sao bạn vẫn chưa hoàn thành những dự định ấy? 15. Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của bạn là gì? 16. Bạn xem trọng điều gì nhất trong tình bạn? 17. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn là gì? 18. Thế còn kỷ niệm đáng sợ nhất của bạn là gì? 19. Nếu bạn biết mình sẽ chết trong vòng 1 năm nữa, liệu bạn sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của bản thân? Tại sao? 20. Tình bạn có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? 21. Tình yêu và cảm xúc trong cuộc sống quan trọng như thế nào đối với bạn? 22. Chỉ ra một khía cạnh tốt đẹp mà bạn thấy ở người đối diện và liệt kê tổng cộng 5 thứ. 23.
gia đình bạn thân thiết và gần gũi với nhau như thế nào? Bạn có cảm thấy tuổi thơ của mình hạnh phúc hơn phần lớn mọi người không? 24. Bạn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và mẹ như thế nào? Phần 3. Câu 25. Kể ra 3 mệnh đề bắt đầu bằng chúng ta và 3 mệnh đề trên phải chính xác. Ví dụ, chúng ta đang nói chuyện thật vui và mình cảm thấy... 26. Hoàn thành câu nói sau. Ước gì có ai đó nghe mình chia sẻ điều mà mình cất giấu bấy lâu nay chính là... 27. Nếu bạn đang có ý định trở thành bạn thân với người đối diện, hãy kể cho anh ấy hoặc cô ấy một điều quan trọng mà bạn muốn họ biết. 28. Kể cho người đối diện một điều mà bạn thích ở họ. Lần này hãy thật trung thực, kể cho người ấy một điều mà bạn sẽ không thể kể cho ai đó mới quen. 29. Chia sẻ với người ấy một khoảnh khắc xấu hổ trong cuộc đời bạn. 30. Lần cuối cùng bạn khóc trước mặt người khác là khi nào? Lần cuối cùng bạn khóc một mình là khi nào? 31. Kể cho người đối diện một điều mà bạn vừa gặp đã thích ở họ. 32. Điều gì đối với bạn là một điều quá nghiêm túc để đem ra làm trò đùa? 33. Nếu bạn sẽ chết ngay tối nay và không được giao tiếp với bất kỳ ai, điều gì sẽ khiến bạn hối hận khi đã không kể cho ai đó? Tại sao bạn vẫn chưa tiết lộ điều ấy với họ? 35. Trong tất cả những người thân trong gia đình bạn, cái chết của ai sẽ làm bạn đau buồn nhất? Tại sao? Và câu thứ 36. Chia sẻ một vấn đề cá nhân của bạn và hỏi người đối diện xem anh ấy hoặc cô ấy sẽ giải quyết nó như thế nào, đồng thời yêu cầu người ấy để ý xem thái độ của bạn đối với vấn đề mà mình đã chọn ra sao. Sau khi trả lời hết 36 câu hỏi trên, cả hai hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đồng thời im lặng trong 4 phút. Mình nghĩ mấu chốt của phương pháp trên chính là sự thấu hiểu lẫn nhau mạnh mẽ giữa hai người tham gia. Và điều này có được từ việc trả lời những câu hỏi mang tính riêng tư rất cao. Và mình chỉ thắc mắc nếu như hai người tham gia không có thiện cảm với nhau ngay từ đầu thì liệu họ có khả năng yêu nhau không nhỉ? Thật sự nếu có ai đó hỏi mình những câu hỏi như này, mình cũng không biết phải trả lời sao luôn, hỏi gì mà riêng tư ghê. Nhưng mà nếu các bạn nữ mà muốn thực hành với mình thì mình cũng không ngại đâu. Ai đã thử hết 36 câu hỏi trên rồi thì cho mình biết kết quả với nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!